chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Những nội dung chính trong chương trình tối nay. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trao tặng các phần thưởng nhà nước cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phần tin trong nước, lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2015 được tổ chức trọng thể sáng nay tại Hà Nội. Tin thế giới, giới chức Iraq xác nhận thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của nước này đã hoàn toàn rơi vào tay của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 2 năm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nam Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đặng Văn Sướng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Lê Tuấn tiếp đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Dương Quốc Xuân. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Long An đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm 4 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, 23 đề tài cấp tỉnh, 11 đề tài cơ sở nghiên cứu trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, an ninh quốc phòng. Nhiều đề tài được ứng dụng vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời chủ trì thẩm định về mặt công nghệ đối với 27 dự án nhằm bảo đảm các công nghệ được đưa vào đầu tư trên địa bàn tỉnh không lạc hậu. Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu hàng hóa trong nước và ngoài nước đối với đặc sản gạo Nàng Thơm, Chợ Đào và Thanh Long Tầm Du, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia, thực hiện dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Long An giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2010, hỗ trợ thành lập 2 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thì trong cái sắp tới thì cái tồn tại doanh nghiệp trong cái cạnh tranh của hội nhập, mà đặc biệt là sau 2015 này, thì cái phần vấn đề khoa học công nghệ, là ứng dụng cái công nghệ của cái doanh nghiệp là cái vấn đề rất quan trọng. Như chúng ta thứ nhất làm sao cái chất lượng, rồi cái thứ hai là cái vấn đề mà giá cả để cạnh tranh. Đó như là chỗ đồng chí tiến sĩ Tân ở Bộ Khoa học Nông nghiệp trình bày đó. Tại sao mà cái chất lượng, mà cái cách phương thức làm ăn của mình, nghĩa là ra cái gì mình cũng nhất hết, nhưng mà cái tuổi thọ cái sản phẩm nữa không có. Thì bây giờ là mình rất là gắn, mình rất là hiểu cái đặc biệt là cái cơ khí mà phục vụ cho nông nghiệp, thì mình rất hiểu cái nền nông nghiệp của Việt Nam rồi, thì mình làm đúng. Nhưng mà cái tuổi thọ thì do cái phương thức cách phối hợp, thì tôi nghĩ là cái nguồn lực. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đánh giá cao những kết quả mà ngành khoa học công nghệ tỉnh Long An đạt được, đồng thời chỉ đạo các vụ thuộc bộ thường xuyên liên hệ để hỗ trợ Long An thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp. Trước đó, Bộ trưởng đã đến thăm cán bộ công nhân viên đang công tác trong ngành khoa học và công nghệ, đồng thời thông tin một số đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh trang trọng tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng nhà nước, đồng thời tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự lễ có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đặng Văn Sướng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Lê Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Tại buổi lễ, 203 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc nhiều năm liền được trao tặng các phần thưởng nhà nước. Trong đó, ông Trần Hữu Phước, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Chánh, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Tân Trụ, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. 19 tập thể và 32 cá nhân trong tỉnh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2009-2013, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 7 tập thể nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 38 tập thể và 105 cá nhân hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, có 9 tập thể nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh và 30 tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có thành tích trong phong trào thi đua năm 2014. Bên cạnh đó, hội nghị còn diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2015 giữa các cơ quan đơn vị.
Theo đó, phong trào thi đua năm 2015 đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng kinh tế đạt 11,5%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 6.500 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người 50 triệu đồng một năm, sản lượng lương thực đạt 2,8 triệu tấn, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 55%. Chúc mừng biểu dương các tập thể cá nhân trong toàn tỉnh thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm 2014, góp phần thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng, cơ bản ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Đỗ Hữu Lâm cũng đề nghị thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quan tâm tổ chức, tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2015. Năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ trao quy hiệu Đảng và họp mặt biểu dương những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Có 16 đảng viên được trao tặng quy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2015. Trong đó, đảng viên Trần Văn Chinh đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An được trao quy hiệu 40 năm tuổi Đảng. 15 đảng viên nhận quy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Đình Cán bày tỏ tin tưởng các đảng viên được nhận quy hiệu Đảng đợt này sẽ không ngừng cống hiến, phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, dẫn dắt đảng viên trẻ rèn luyện tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức họp mặt biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Trong năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được duy trì trong hoạt động của các chi bộ, các cơ quan, đơn vị và lan tỏa sâu rộng ra toàn xã hội. Ngày càng có thêm nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt trên nhiều lĩnh vực trong các đối tượng, các tầng lớp nhân dân. 78 cá nhân được biểu dương hôm nay là những điển hình tiêu biểu đã có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể gần gũi đời thường nhưng có tác động và ý nghĩa quan trọng thiết thực tạo sự lan tỏa trong xã hội. Chiều nay, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trần Thị Nhanh. Năm 2014, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã kịp thời triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển và tham gia công tác xã hội, thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu về bình đẳng giới. Theo đó, tỷ lệ nữ đảng viên toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 người, chiếm hơn 45%. Trong lĩnh vực kinh tế lao động, năm 2014, tỉnh giải quyết việc làm cho 2.800 lao động nữ, đạt tỷ lệ gần 49%. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, gia đình từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới cũng đạt được kết quả đáng khích lệ. Ngoài ra, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã phối hợp triển khai đăng ký nhiều phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với phong trào thi đua hai giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà, tổ chức nói chuyện chuyên đề, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thu hút hàng trăm lượt người tham dự. Đặc biệt, mô hình nam giới điểm 10 đã có 91% nam có gia đình đăng ký thực hiện, qua đó đã có hơn 7.700 nam giới được tuyên dương. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trần Thị Nhanh yêu cầu các cấp ngành cần quan tâm đến công tác cán bộ nữ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi thực hiện bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách về giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dịp này, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Cần Đước xuất sắc nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân cũng vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2014. Chuyển sang một số tin tức quan trọng khác. Ngày 17 tháng 5 năm 2015, Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ tổ chức lễ triển khai hoạt động Bệnh viện Đa khoa 100 giường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Thị Nhanh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đến dự.
Công trình Bệnh viện Đa khoa Tân Trụ có quy mô 100 giường với kiến trúc hiện đại vừa hoàn thành vào cuối tháng 4 năm 2015. Công trình tọa lạc trên diện tích 2,14 hectare. Tổng vốn đầu tư gần 148 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ và ngân sách tỉnh. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với ngành y tế và nhân dân huyện Tân Trụ. Công trình đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đối với bệnh viện tuyến huyện, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh, đưa các dịch vụ y tế về gần dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn, giảm tải cho tuyến trên. Em đến đây điều trị là 5 ngày rồi, mà em điều trị ở đây thì thấy vô đây nằm ở đây thì cái bệnh viện này mới khang trang, rất sạch sẽ và thoáng mát, với hơn nữa các bác sĩ với y sĩ đồ ở đây tận tình phục vụ. Trang thiết bị thì thấy đủ tiện nghi, thấy không biết bệnh viện lớn nữa thì tôi biết ở đây là đủ tiện nghi, thấy quạt cũng có rồi, tủ đồ này kia phục vụ đây, nước nôi đồ này kia đủ hết. Thấy so với lại ở trên kia là tốt hơn nhiều. Tân Trụ là huyện cuối cùng được tỉnh đầu tư xây dựng bệnh viện theo chỉ thị số 06 của ngành và chỉ thị số 400 của tỉnh ủy về củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ được đào tạo đạt chuẩn sẽ làm giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân, vừa kéo giảm áp lực cho tuyến trên, đồng thời giải quyết 80% nhu cầu khám chữa bệnh, dịch vụ có chất lượng của nhân dân địa phương. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Thị Nhanh đã đi thăm và tặng quà cho một số bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại khoa nội của bệnh viện, trao đổi tìm hiểu động viên tinh thần đội ngũ thầy thuốc làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với kinh nghiệm 20 năm hoạt động của Bệnh viện Nguyễn Văn Tuyên, nay chuyển về trụ sở mới của Bệnh viện Tân Trụ, tin tưởng rằng đội ngũ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện sẽ phát huy hiệu quả khám điều trị bệnh cho nhân dân. Xứng đáng là nơi để nhân dân trao trọn niềm tin. Ngày 17 tháng 5 năm 2015, Sở Y tế Long An phối hợp với Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2015. Bà Trần Thị Nhanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Đây là hoạt động thường niên do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tổ chức nhằm cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng của đội ngũ thầy thuốc trẻ cũng như các đoàn viên thanh niên. Năm nay, quy mô ngày hội được mở rộng với nhiều nội dung hoạt động từ cấp tỉnh cho đến cơ sở. Ngay sau lễ phát động, đội thầy thuốc trẻ đã tình nguyện thực hiện các hoạt động của ngày hội như tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 200 người cao tuổi ở xã An Vĩnh Ngãi, hướng dẫn rửa tay phòng chống các bệnh lây nhiễm, tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và nuôi dạy con tốt cho phụ nữ. Sự quan tâm của tỉnh cũng như là các y bác sĩ, của thầy thuốc trẻ để lo cho người dân như thế nào đó, thì tới đây cái sự quan tâm đó thì cần có sự phát triển thêm để tạo điều kiện cho người dân. Dịp này, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ cũng đã tặng áo blue cho cán bộ y tế của xã An Vĩnh Ngãi và các phần quà cho các hộ dân còn khó khăn trên địa bàn. Mời quý vị theo dõi phần tin an ninh trật tự an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An hôm nay cho biết, toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ ở các huyện Đức Hòa, thành phố Tân An, Cần Giuộc và Bến Lức, làm chết 2 người, bị thương 7 người. Tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện 55 trường hợp vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 141 triệu đồng, tước 4 giấy phép lái xe. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, sáng nay 18 tháng 5, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2015. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương và thành phố Hà Nội, các cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện đoàn ngoại giao, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô.
Đột diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng 8 và việc thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi bước đầu với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế mà hiện nay nhân dân ta đang tiến hành. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và hiến chân trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2015, sáng nay 18 tháng 5, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của người, có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Quang Trù, còn gọi là làng Chùa, xã Chung Cự, Tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, người đã chiến đấu chống áp bức bất công, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, cho dân tộc và còn mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình và tiến bộ trên thế giới. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.